Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Animetine. Trong tinh phần biến phần 5 sắp được phát sóng gần đây, Tần Vũ chủ yếu sẽ chạy trốn khỏi đám người ở Tiên Ma Yêu Giới. Vậy trong quá trình Tần Vũ không thể đánh nhau trực tiếp với những người truy nã hắn. Do đó Tần Vũ chỉ có thể dựa vào sức mạnh trong vạn thú phổ tầng 3. Ở video này anh em cùng mình xem về top 3 yêu thú mạnh nhất của Tần Vũ cân cả Tiên Ma Yêu Giới. Thứ nhất chính là Dã Cù. Dã Cù đến từ một vũ trụ khác của Tần Vũ sinh sống. Nơi ông được sinh ra là khủng long giới, mà huyết mạch của Dã Cù chính là bá vương long, để dễ hiểu nhất là hình dạng của một con khủng long có máu rồng luôn. Dã Cù đã phải làm việc cho nghịch ương tiên đế cấp 9 dẫm phải con sâu chết toay. Tần Vũ khi bị vũ hoàng và huyền đế hợp sức vây đánh, hắn trốn trong khương lan giới, đã mở ra được vạn thú phổ tầng 3. Đương nhiên xét về sức mạnh của Dã Cù là yếu nhất trong ba người Ốc Lam và Ngao Hư Vô, khi Dã Cù chỉ đạt đến thất cấp yêu đế cấp 7. Nói chung ở trong những trận chiến tại Tiên Ma Yêu Giới, hầu như Dã Cù không ra sân thi đấu đánh nhau, mà hắn ở trong tầng 2 vạn thú phổ cày cấp lên cấp 8 và cấp 9 yêu đế. Tần Vũ để muốn đi vào ám tinh giới đã muốn học công pháp của khủng long tộc. Dã Cù muốn mỗi ngày solo với Tần Vũ, nhưng Tần Vũ chỉ cần đánh Dã Cù một trận, hắn không chịu nổi áp lực của Tần Vũ đã cho Tần Vũ học công pháp kiểu chuyển ám kim thân. Công pháp này sẽ khiến cơ thể xương cốt Tần Vũ trở nên cực kỳ cứng cáp. Nhờ nó mà Tần Vũ mới giả danh thành người của ám tinh giới không bị phát hiện. Dã Cù trải qua nhiều năm mới học đến tầng 7 của kiểu chuyển ám kim thân. Về sau Dã Cù đạt đến cấp 9 yêu đế, đồng thời cũng học đến tầng 9 kiểu chuyển ám kim thân. Về sau Tần Vũ giải trừ linh hồn trói buộc cho Dã Cù khỏi vạn thú phổ. Hắn bởi vì chưa độ kiếp phi thăng thần giới, nên ba người Tần Vũ, Hầu Phí, Tiểu Hắc, Ốc Lam đã lên thần giới. Còn Dã Cù ở lại nơi Tần gia sinh sống tại Tiên Ma Yêu Giới. Thứ hai là Ngao Hư Vô. Ngao Hư Vô đến từ Long tộc, từ nhỏ bởi vì biến dị của mình, hắn được cha là Long Vương đã đuổi khỏi nhà. Do Ngao Hư Vô tưởng là loài rồng yếu nhất xích long, không rõ có phải là con hàng xóm hay không. Vì vậy Ngao Hư Vô đã ra ngoài Long tộc buôn ba khắp Tiên Ma Yêu Giới, nhưng hắn đã thức tỉnh biến dị loài rồng bá đạo nhất được gọi là Hồng Long. Sau này Ngao Hư Vô có đánh cược với nghịch ương tiên đế thất bại, nên hắn bị nhốt vào trong bản thú phổ tầng 3. Ngao Hư Vô hứa với Tần Vũ sẽ giúp hắn đánh hai trận trong Tiên Ma Yêu Giới. Trận thứ nhất Ngao Hư Vô cấp 8 yêu đế đẩy lui Vũ Hoàng và Viền Đế cấp 8 tiên đế. Hắn từng được Tần Vũ sắp xếp gặp lại cha Long Hoàng Ngao Phương. Hắn từng được Tần Vũ sắp xếp lại cha Long Hoàng Ngao Phương để nhận lại cha con. Nhưng Ngao Hư Vô không chấp nhận quay trở về Long tộc, mà hắn cho Ngao Phương sau này có duyên gặp lại ở thần giới, hắn sẽ cho ông ấy một cơ hội. Tuy nhiên Ngao Hư Vô có thấy độ kiếp lên thần giới đâu. Kể cả Ngao Hư Vô đột phá cấp 9 yêu đế tại tầng 2 của Cương Nam Giới. Vì vậy hắn đã ở lại cùng với Dã Cù ở trong gia tộc Tần gia tại Tiên Ma Yêu Giới, nhằm mục đích bảo vệ đám người Tần Đức. Thứ ba chính là Ốc Lam. Ốc Lam mặc dù ban đầu chỉ là cấp 7 yêu đế, nhưng ông chính là một con động vật trên thần giới, bản thể chính là một con kiến Hắc Yên Nhi. Nói về Tiên Ma Yêu Giới, Ốc Lam không phải là bá đạo nhất, nhưng ông có thể đánh nhau với cấp 9 tiên đế. Ốc Lam mặc dù chỉ là cấp 7 yêu đế, ông lại là người đứng đầu trong vạn thú phổ. Rất nhiều chuyện trên thần giới ông cũng nắm rõ một chút. Ốc Lam từng xuất hiện trợ giúp Tần Vũ một lần, khi bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng, Huyền Đế hợp sức vây bắt Tần Vũ. Ông am hiểu về tốc độ, khả năng ra đòn kèm theo phòng thủ. Ốc Lam chỉ cần một đấm duy nhất bằng con tay của mình đã giết chết Vũ Hoàng cấp 9 tiên đế, khiến bằng Ma Hoàng kèm theo Huyền Đế không đít bỏ chạy. Kể cả Huyền Đế xin bằng Ma Hoàng có trợ giúp cô báo thù cho Vũ Hoàng. Đương nhiên bằng Ma Hoàng tông tuyên sở qua cũng không chấp nhận liên quan gì hết, do sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Ốc Lam. Về sau Ốc Lam đột phá lên cấp 9 yêu đế, ông không cần đổ kiếp cũng lên được thần giới, vì Ốc Lam vốn là dân của thần giới. Tuy nhiên từ khi lên thần giới Ốc Lam quá yếu so với phần còn lại. Ông chỉ ở trong tầng 3 khương lan giới cày cấp, để đổ kiếp hóa thành hình dáng con người. Cảm ơn anh em đã xem hết video.